những tập mới của những Nẻo đường gần xa, nữ chính Phương Đông đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với sếp Vinh. Vinh cũng không từ chối lời thổ lộ của Đông, nên coi như hai người đã thành một cặp. Chi tiết này khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì vẫn mong Đông và Dũng nên duyên. Hai người là bạn thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ khi còn bé xíu. Bao năm qua, Dũng đã thương thầm nhớ trộm Đông mà chưa dám bày tỏ. Đông hiện giờ đang là tuyển thủ đấu kiếm tài năng, lại thân thiết gắn bó với sếp Vinh đẹp trai, giàu có, khéo léo. Thế nên Đông càng không để ý gì đến Dũng, chàng trai mới tốt nghiệp đại học và chưa có gì trong tay. Khi biết Đông thích người khác, Dũng vốn hiền lành đã buộc phải thay đổi, nghĩ ra nhiều chiêu trò để hạ bệ sếp Vinh, hòng kéo Đông về bên mình. Kế hoạch của Dũng xem chừng thất bại khi Đông vẫn một lòng một dạ hướng về Vinh. Nhưng đó là chuyện trên phim, còn ở ngoài đời, hai diễn viên Cù Thị Trà và Việt Hoàng vừa thực hiện bộ ảnh đôi rất dễ thương. Cả hai được xem là gương mặt trẻ sáng giá của phim VTV nhờ ngoại hình đẹp, diễn xuất tự nhiên và rất ăn ý với nhau. Trước khi được chọn làm nữ chính và nam phụ ở những Nẻo đường gần xa, Cù Thị Trà và Việt Hoàng đã tham gia nhiều vai phụ nên đã được khán giả chú ý đến. Mãi bây giờ, hai người mới có dịp tạo được ấn tượng mạnh hơn. Tuy Cù Thị Trà vẫn bị cho là quản lý cơ mặt chưa tốt, vẫn nhăn chán nhíu mày quá nhiều nhưng cô đang cố gắng cải thiện diễn xuất của mình. Còn Việt Hoàng thì ghi điểm nhờ gương mặt đẹp trai thư sinh và tâm lý nhân vật cũng không quá phức tạp. Hai diễn viên Cù Thị Trà và Việt Hoàng cũng nhận được những đánh giá tích cực từ khán giả về khả năng diễn xuất tự nhiên và ngoại hình đẹp. Diễn viên Việt Hoàng sinh năm 1998, từng tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, đã tham gia nhiều bộ phim như Lửa Ấm, Viên Đạn Cuối Cùng, Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, Cuộc Chiến Không Giới Tuyến. Trong khi đó, Cù Thị Trà sinh năm 1999, theo học kế toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô được biết đến với vai trò mẫu ảnh tự do trước khi đóng phim. Nữ diễn viên bén duyên với phim ảnh qua các bộ phim như Gặp Em Ngày Nắng, Hành Trình Công Lý, Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Đây là lần đầu cả hai diễn viên có cơ hội đảm nhận vai chính trong một bộ phim truyền hình. Những Nẻo đường gần xa hiện đã đi được hơn một nửa chặng đường. Chuyện phim đang xuất hiện những mâu thuẫn, tình tiết gây cấn mới khi các nhân vật dần bộc lộ con người thật của mình.
Mời các bạn đón xem những nẻo đường gần xa hiện đang được phát sóng vào khung giờ 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh VTV1. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.